Trời ơi, mấy trời luôn. Anh Colomen ơi. Ủa sao máy này nóng lên hả? Ngoài nó phải để lên cho nó nhìn nó có gì sinh động, như tự nhiên anh ngồi không nó không có cái gì. Hay anh bấm điện thoại. Thôi. Anh Colomen ơi. Ừ. Tôi có một nhiệm vụ. À, nhiệm vụ hả? Ồ. Trời. Nhiệm vụ là khiến Ngọc Phước phải gỡ nón ra 3 lần. Ủa bạn này là đội nón thường xuyên luôn hả? Ồ. Rồi bạn có bị cái đầu giống anh không, hay là bạn có tóc? À, bạn có tóc mà bạn thích đội nón. Ồ. Chà. Chưa biết cái này ra làm sao. Rồi ok. Rồi. Rồi, cố. Một kênh, hai kênh bây giờ đó em quay trên trời thôi. À, chào mừng quý vị, các bạn đang xem video hậu trường của Bữa Ngon Nhớ Đời. Và ngày hôm nay thì chương trình của ngày hôm nay thì Colomen sẽ quay tại Mr. Beefsteak ở số 11, 13 đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, quận Nhất. Và hai cái nhân vật của khách mời của Colomen ngày hôm nay đó là bạn Ngọc Phước, quán quân của Cười Xuyên Việt, và bạn gì Mr. Cano, bạn tên yêu quá ơi. Tên gì diễn viên tên. À, và bạn một cái bạn diễn viên hài Lê Nhân, mình chỉ nhớ bạn là tên là chị Cano thôi. Bạn thường xuất hiện trong các cái viral của Huỳnh Lập nè. Hai bạn này rất là vui, trẻ rất là vui, và hôm nay là hai khách mời của chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay. Và mở đầu như thế nào, mời quý vị các bạn cùng theo chân Colomen nhé. Để chú chạy cái xe lùng cho. Chạy chỉ đập bụng cũng được. Vậy mới hài. Ủa cái đó là bánh giả hả? À. Để cái chú, coi như cái chiếc xe này của chú là cái là chiếc xe này của anh, là coi như anh đạp sao lại tụi em. Trời ơi, cái chiếc này đạp nhanh lắm á. Phải không? Trời ơi, chiếc này là đỉnh cao. Đỉnh cao. Má nhìn cái chiếc ra. Nhìn cái xe là bà con. Ban tổ chức giao cho ba chiếc xe để là thực hiện cái thử thách đầu tiên. Dạ, chào mấy chị. Dạ. Thì bạn này là nhỏ con nhất thì đi cái xe cao nhất, hát không? Leo lên được không? Rồi, đây Ngọc Phước. Kính thưa quý vị các bạn, đây là bạn Ngọc Phước nha. À, Ngọc Phước là quán quân Cười Xuyên Việt năm 2021 vừa rồi, được không Phước? Dạ được. Xuống không? Xuống. Rồi, gạt xuống nè, rồi. Rồi còn Lê Nhân thì đi cái xe này. Dạ. Giờ của Lê Nhân xe này, anh xe này em thấy hợp cái chiều cao. Dạ. Nó rất hợp luôn. Em xe này với anh luôn á. Nó vừa với em á thì có. Nếu mà nói thì hợp chiều cao thì đây hợp với tôi. Rồi anh, rồi mình dựng nha. Rồi bây giờ vậy, anh đi từ ngoài vô à. Cái anh ôm cua đó anh chạy vô hai bạn đây. Dạ hả? Dạ. Rồi anh chạy vô đúng không? Dạ anh chạy vô. Trời ơi, cái chương trình gì đâu mà vừa vừa. Mỗi ngày là nghĩ ra một thử thách chứ nó mà quá chiêu thiệt luôn á. Hello. Anh. Ơi. Ôm cái. Rồi. À, cái này là chắc là được giao nhiệm vụ cái ôm nè, phải ôm anh 3 lần nè đúng không? Rồi sao anh phát hiện em sớm quá vậy? Rồi vậy là em không có được quyền nữa. Rồi. Rồi. Em hỏi nè, tự nhiên cái nhảy ôm không quen không biết tự nhiên nhảy ôm. Nói đùa chứ. Dạ. Thấy ổng ở trên YouTube Colomen hoài sao không biết được. Ngày xưa hồi nhỏ xíu em đã coi anh đọc bản tin tức tiếng Anh rồi. Dạ xin chào mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Thưa quý vị các bạn, hôm nay thì Bữa Ngon Nhớ Đời sẽ có một cái opening nó hơi vui vui chút xíu, là tập thể dục buổi sáng. Nói với giờ này cũng 10 rưỡi rồi, nhưng mà đây là một cái thử thách mà ban tổ chức giao cho mình. Có hôm thì cho đi tìm một cái quán, mà có quán có con voi bự lắm. Rồi có hôm thì còn hôm nay thì thử thách của ban tổ chức giao cho ba anh em mình là mình sẽ đạp xe đi tới cái quán ăn. Rồi.
Trời ơi. Sao không anh? Một cái quán mà cái quán Bistec nằm ở số 11, 13 đường Lê Thị Riêng. Dạ. Tại nghe nói mấy đứa thích ăn thịt bò đúng không? Dạ, đó. Dạ. Cho nên là ban tổ chức là chọn luôn bữa ngon nhớ lời ngày hôm nay là ba anh em mình sẽ đi tới cái quán Bistec. Dạ. Anh chưa đến đó bao giờ luôn. Em cũng chưa. Mà chắc cái quán đó nghe nói là rất hợp với giới trẻ mà mình già rồi. Rồi. Địa chỉ là số 11, 13 Lê Thị Riêng. À, biết dạ. Được Lê Thị Riêng không? Đây dạ, nè. Biết. Dạ biết. Nhưng mà bên đoàn mình hỗ trợ cho em cái bình chụp oxy được không anh? Rồi. Dạ. Và bây giờ thử thách đầu tiên rất đơn giản, ba anh em mình cùng nhau đạp tới đó. Dạ. Ai tới chỗ đó trước? Thứ nhất là mình phải quan sát là cái quán nó nằm ở đâu. Dạ. Nó nằm ở số 11, 13 Lê Thị Riêng nha. Đó, dạ. Ở đây quẹo lên là đường Lê Thị Riêng. Dạ. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ xuất phát từ đây. Ok. Dạ. À rồi đây là cái đây là cũng là thử thách đúng không? Dạ. Phải, à đây là nhiệm vụ, ở đây nhiệm vụ là ok phải không? Rồi. No. Bạn đã mất quyền mất quyền được thực hiện nhiệm vụ rồi. Rồi, mà coi ba cái xe mắc cười không, thiệt không hiểu nổi luôn á. Xe anh rất sang luôn anh, xe anh rất. Rồi cái xe tôi độ là có dây ni lông rồi, rung teo đồ teo đạt nè. Bữa ngon nhớ đời là bây giờ bắt phải đạp tập xe trước rồi mới được ăn sau. Trời ơi lên ít. Ít ra lên hình đúng. Nè con nè. Bắt tay cái. Con bé bảo đảm là à quên xin lỗi xin giới thiệu với quý vị và các bạn hai người khách mời ngày hôm nay của cùng với Coleman bữa ngon nhớ lời ngày hôm nay, đây là bạn Lê Nhân. Lê Nhân là một cái gương mặt rất là quen thuộc với cái biệt danh là chị Cano, tham gia rất nhiều các cái viral MV rồi, với lại có một cái hình như có một cái MV mà của bạn Huỳnh Lập thì sao, dạ, mình nhớ mang máng vậy. Dạ đúng rồi anh. Các bạn trẻ chắc biết bạn này nhiều, còn Coleman thì cũng biết chưa rõ lắm. Rồi. Ờ, dài vậy chứ đạp chưa chắc á. Còn đây là bạn Ngọc Phước, là quán quân xuyên về mà cười xuyên Việt năm 2021 vừa rồi. Dạ. Rất là duyên dáng. Mà bữa nay thấy đội nón đẹp đẹp nữa. Dạ. Thường mấy người đội nón là do không có tóc. Dạ không, tại em mới cắt tóc á, em chưa vuốt kèo. Thôi cho chú mượn. Cho chú mượn đội được không? Trời ơi, ta đi vô ta đạp nắng, ta đạp xe nắng gì. Thôi cho anh mượn cái nón đội cái đi. Tới đó trả lại. Rồi bỏ luôn. Khoan chưa xuống á. Bắt đầu đếm nè. Rồi chấp chạy luôn. Rồi 3, 2, 1 chạy. Trời ơi xe này sao tôi đạp lại tụi nó trời. Mấy đứa nó đi đường kia làm sao nhanh bằng mình đi đường này được. Nói chung là giống như cuộc đua của thỏ và rùa vậy đó. À, thỏ thì rất nhanh mà rùa rất chậm, nhưng mà rùa rất mưu trí và rất là bền bỉ. Trời ơi cái xe đó, nói thiệt là từ lúc mà làm mấy cái chương trình thực tế này là mình có thể nói là Coleman phải nói là gọi như là siêu cua rơ luôn, chạy các loại xe luôn. Xe đá bào rồi xe gì gỏi cuốn rồi xe kem gì rồi, nói chung rồi rồi xe tàu hũ, nói chung là lái các loại xe. Chết cha, bị kẹt xe đây rồi. Lo mãi đạp quên coi địa chỉ luôn. Trời ơi mà làm có gì. Ủa cái đường này là đâu có cho 2 chiều đâu đúng không? Thôi không được. Trời ơi tôi lo tôi vợ tôi không có để ý. Dạ. Cho nên phải đi bộ chấp hành luật lệ giao thông không có được. Trời tôi chạy lui tôi vui quá tôi quên luôn để ý nó. Làm đi lố luôn rồi. Ủa ai tới trước vậy? Trời. Yeah. Trời ơi. Dạ đây tới rồi. Vậy là phần thử thách này có nàng chưa cắn đâu có để làm chiến thắng. Đang đi ngược chiều. Đi ngược chiều đâu tính đúng không? Đi ngược chiều lười tôi đúng không? Không có dao đâu ạ. À. Hôm nay là không có dao. Hồi nãy chỉ dao là ai? Anh chẳng nhận đi ngược chiều mà còn vượt đèn đỏ nữa anh. Không có. Không có đèn đỏ. Bé phạm luật. Nhưng mà không có dao, rõ ràng mọi người mời coi lại đoạn clip trước. Không có dao nha mọi người. Em đứng hết nổi rồi. Vậy tóm lại là theo quý vị bạn là phần thắng thuộc về ai? Người đi đúng luật đúng không? Đúng luật giao thông. Nhưng mà nãy không có dao anh. Nãy không có dao hả? Nãy không có dao là phải đi đúng luật.
và về sớm nhất thì mới được, đáng với giao. Em ăn điếm lắm. Ủa? Cái này anh nghi lắm nha, coi chừng. Cái này coi chừng lên sóng là mệt lắm luôn á, mà giỡn đâu đó nha. Chạy ngược chiều đó. Đó. Đúng không? Nãy giờ đâu có ai quay tụi em đâu đúng không? Hên quá. Thôi mấy anh thắng đi. Thôi hồi nào mấy anh thắng đi cho đàng hoàng đi ha. Dạ. Thôi vậy đi. Ủa sao không chạy theo đâu biết hả? Không biết đường hả? Em không biết đường. Ủa sao biết đường đi đường này mà không biết đường đi đường kia? Em dưới quê lên em đâu biết đường đâu. Trời ơi. Em cứ thấy người ta chạy rồi em chạy theo à. Em chạy đúng chiều cho tới Bùi Thị Xuân luôn á. À. Khúc quẹo đây là không, tại cái lúc mà anh chạy chung với em á là em vượt mặt anh rồi. Hồi nãy là anh chỉ đường nè, nó đi đây xong chạy xuống đây, thấy không? Dạ. Ừ, đó nãy anh đúng anh đánh vòng anh thấy ủa sao em chạy thẳng luôn, anh nói chắc có đường tắt. Em tắt có một đoạn rồi tương lai em tắt luôn rồi. Rồi ok. Tắt đèn luôn. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, nói chung là mặc dù hai bạn đã đến trước nhưng mà chạy vi phạm luật giao thông cho nên là xem như hai bạn là coi như là xem như hai bạn này thua. Sao ba tổ chức? Thua hả? Ừ, vậy thôi, phần thắng của Coleman đâu đưa đây. Cho hai đứa nó cho hai đứa nó tiết chơi. Anh là host chương trình mà cũng được phần thắng nữa ha. Có chơi coi như là xa cả nhau mà. Xa cả luôn hả? Ừ. Trời ơi. Thấy anh thua anh chung tiền mà anh trả chầu nhà, anh trả nguyên chầu luôn mà dạ. Nếu em thua thì trả chầu đúng không? Phải dạ. Chơi phải vậy chứ. Dạ. Ủa? Lê Nhân. Rồi. Hôm nay làm lớn chuyện này luôn. Làm lớn chuyện xa cả luôn, lớn chuyện luôn, quậy banh cái quán này luôn. Thì đó. Hay quá, quậy banh má luôn. Ai tổ chức tự okay. Nhận tiền thưởng, không chấp nhận được. Quá buồn mọi người. Rồi. Thôi ba tôi nhất không nhận tiền thưởng, coi như cái này xung vô con quỷ. Rồi, hay ok. Quá, đúng là okay. Anh Coleman mà. Đúng không? Đúng không? Rồi. Anh phải để xung vô quỷ của em mà anh phải đúng rồi Coleman. Đúng rồi, chứ cái phần thưởng là cái thử thách ngày hôm nay nè, đây nè, đó. Đó, cái thử thách đầu tiên này là phiếu mua hàng trị giá 5.000 đồng. Tưởng bao thư tiền nó đưa cái bao thử thách. Bà không phải là cái đạp mà bà còn vậy. Và vô tình tôi đọc được thử thách luôn của một trong hai bạn. Của bạn trời này luôn. Trời ơi. Yeah. Các bạn biên tập quá xuất sắc luôn, quá tài giỏi. Bây giờ phải đổi nhiệm vụ thôi. Rồi phải đổi nhiệm vụ thôi, rồi. Đây. Đây. Trời ơi 500 ngàn. Đó, ai chiến thắng là được hưởng 500 ngàn. Rồi. Nhưng mà anh chiến thắng nhưng mà thôi. Đó bây giờ thôi anh tặng nó chia cho hai đứa đi. Chia cho hai đứa đúng không? Rồi cũng công tình đáp đúng không? Thôi. Thôi okay. Rồi em giữ đi ha. Dạ, rồi chia cho hai đứa dạ. Nha. Rồi. Dạ, để biết sao mà lát nữa một trong hai đứa mà trả tiền chầu này thì hai đứa lấy cái chia này ra. Rung lên. Chưa gì mà thua sớm vậy. Rồi luật chơi ngày hôm nay lát nữa mình vô phổ biến. Dạ, rồi. Dạ, xin mời quý vị và các bạn hôm nay là Coleman cùng với hai bạn trẻ bạn Ngọc Phước và bạn Lê Nhân. Dạ. Sẽ cùng tham gia một cái chương trình bữa ngon giá đời mà bữa giờ bà con cô bác coi và cười quá trời quá đất á. Dạ, ngày hôm nay là chơi hai bạn trẻ mà chơi với trẻ nguy hiểm lắm. Dạ. Ủa? Mình già rồi chơi khó thắng lắm. Mình gian cái không anh? Ừ. Người ta nói gừng càng già càng cay mà. Nãy dạ. Là... hồi nãy là anh đạp anh vui quá chứ không là anh thắng trước là anh vô trước rồi đó. À. Rồi vô. Nhưng yeah, mà ý yeah, trời. Yeah. Yeah, vô. Yeah. 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 Anh 2 3. Yeah. Yeah. Nó quá xa lạ với người già như tôi. Ủa? Vô. Không anh phải làm mình trẻ hơn. Mình phải làm trẻ hơn á, mình refreshing. Không có cười quá cái xe lựa tôi cái xe ác thiệt ác luôn á. Cái xe đúng bán hồi xương nành bây... đúng anh. Không. Ngày xưa em bán sữa đậu nành. Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh đúng luôn. Đúng luôn. Em chính em ngày xưa đó bán sữa đậu nành và đạp chiếc xe màu xanh. Ta 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 ta. Đúng là các bạn diễn viên hài là vô là thấy nó không có không khí liền á, cái gì các bạn thân mến. Dạ. Mà cái xe của anh nó mới hài, cái xe của anh là cái rổ nó không có được bắt ốc vít. Mà đi bắt gì có dây ni lông rồi tùm lum là không biết mượn ở đâu á. Xe anh làm gì có ốc vít. Thông thường là dây ni lông. Cái này chắc là mượn rồi, cái đạo cụ mượn rồi chứ không phải đạo cụ thuê, đạo cụ thuê là nó phải đẹp. Dạ. Rồi. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu quay nha. Rồi, ok. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời. Bữa Ngon Nhớ Đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Truyền thông và Giải trí Điện Quân thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng nước mắm nhĩ Cá Linh Mekong. Chương trình Bữa Ngon Nhớ Đời được phát sóng vào lúc 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Và kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay rất là vinh dự, rất là vui. Nó vui thì đúng hơn, được gặp gỡ hai bạn trẻ. Đó là bạn Ngọc Phước
quán quân Cười Xuyên Việt 2021. À, ngồi kế Ngọc Phước đó là bạn Lê Nhân, cũng là một cái gương mặt diễn viên trẻ, hài hước có, dí dỏm có, và nói chung là rất là viral trong rất nhiều cái video mà các bạn trẻ rất yêu thích. Còn mà anh còn nhớ là hình như bạn Lê Nhân, mình nhớ có một cái MV của bạn của Huỳnh Lập, hình như là Lê Nhân có xuất hiện trong một cái MV đó. Và tương tác rất là cao và rất được các bạn trẻ yêu thích. Đó, ngày hôm nay thì đây là hai cái người chơi mà chắc là từ trước tới giờ mình thấy là hai người chơi trẻ nhất trong các tập của Bữa Ngon Nhớ Đời. Và chính vì vậy cho nên hôm nay mình cũng hy vọng mang đến một cái màu sắc rất là trẻ trung và vui vẻ. Rồi, Phước có muốn nói gì không? Dạ không, em đói bụng quá. Nãy giờ em đạp xe đạp quá trời. À, hai bạn này là diễn viên hài cho nên là nhìn mặt là thấy mắc cười rồi, không cần nói gì cũng mắc cười nữa đó. Duyên dễ sợ rồi. Dạ em muốn ôm anh cái. À, nữa. Rồi. Bị bắt hiện lên dạ, như quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn đã biết rồi là chương trình có một số cái thử thách nho nhỏ và một số nhiệm vụ nho nhỏ, trong đó là Colorman cũng nhận một nhiệm vụ rồi. Còn chắc chắn là hai bạn này cũng nhận một nhiệm vụ rồi. Và trong cái phần giới thiệu chắc chắn quý vị các bạn biết rồi. Và anh đoán rằng đây là thử thách, đây là một cái nhiệm vụ của Lê Nhân, đó là phải ôm được Colorman ít nhất 3 lần. Cho nên nãy giờ bạn cứ đòi ôm mình. Dạ, cho em ôm mà. Rồi. Cho ôm mà. Cho ôm mà. Sao biết thử thách mà. Chết rồi. Vậy bây giờ tẩy rồi, tức là không đâu cái tay đúng không? Ủa, thì lúc đầu là ôm rồi, ôm được cái rồi, giờ ôm cái nữa chứ cái gì đâu. À, hay là nhiều khi anh mới là nhiệm vụ đó ta. Có thể là nhiệm vụ, nhiệm vụ cái cuộc chơi này nó nghi ngờ quá. Có thể là nhiệm vụ, đúng rồi, có thể nhiệm vụ của anh là làm sao để em ôm được anh đó. Dạ. Nó lắc léo quá. Nó trúc chắc quá. Đúng. Không ổn rồi. Rồi. Và thật ra những cái nhiệm vụ này nếu bạn nào mà là thực hiện được thì cũng có một phần quà nhỏ nhỏ, đó là một phong bì màu hồng. Trong đó có 500 ngàn đó. Thật ra những cái phong bì này nhỏ nhỏ như nó gom lại thì chúng ta sẽ được một cái số tiền kha khá. Nhiều khi đủ để trả một chầu luôn. Nữa, anh cứ gái cho mình thua hoài. Chưa chơi mà thấy thua rồi. Bây giờ là mình phải hợp tác. Để gài ảnh cho anh thua. Ok không? Rồi. Chứ lại ví dụ nếu mà tụi mình thua thì tụi mình cũng có tiền để trả cái bữa ăn này. Đúng không? Ok không? Ok. Thường là vậy. Thông thường là luôn luôn là Colorman giống như một mình giống mafia vậy đó. Trời ơi. Đó, một mình nó lúc cái kiểu vậy đó, vô là hai, thường thường là hai bạn khách mời là bạn nhau. Bạn nhau xong bắt tay nhau là tìm cách là để cho Colorman trả tiền, nhưng mà thông thường tất cả các âm mưu đó đều thất bại. Dạ. Buồn quá. Thà là mình cái vụ đập tay có phải là của chương trình không? Không. Em gài mấy cái trước đó rồi. Mà thực ra sẵn tay thì em khui luôn. Em đập đủ 3 cái rồi. Đập đủ 3 cái rồi hả? Em đập đủ 3 cái. Vậy là cái qua lại gì nói thử coi. Không, em chỉ có cái bên đây thôi, em không có dính lý với anh. Ok. Em đang lén em đập đủ 3 cái rồi. Phong bì tới đi à. Cho phong bì vào giúp em đi à. Mời mọi người xem lại những đoạn clip vừa rồi. Cái gì? Cái gì? Thắng thiệt luôn hả? Thắng thiệt luôn rồi đó. Gì vô lý vậy? Em làm lẻ lắm. Rất rẻ. 500.000. Mấy này hay đi lừa người khác quá à. Không được chứ. Ủa là sao? Em thắng rồi. Thắng rồi hả? Em lẻ lắm. Em đập, chỉ đập tay với anh thôi đó hả? Đúng. Không thì hỏi là thử thách gì đó dễ. Sao cái chơi cái game show gì mà dễ kiếm tiền dữ vậy trời? Em sắp quay mở đâu. Dạ đây là thử thách của em đúng không? Dạ đúng. Rồi em đọc lên thử thách của em đi. Thử thách của em là đập tay Lê Nhân 3 lần. Mời người xem lại những đoạn video clip trước. Mày hay hồi tưởng quá à. Em đã đập rồi. Cười ghê vậy. Em lấy đập mấy cái. Rồi hôm nay em đập mấy cái nữa. Rồi em có muốn biết là thử thách của anh là gì không? Dạ gì anh? Nhiệm vụ anh là gì không? Dạ không. Là phải làm cho em gỡ cái nón ra 3 lần. Không. Đó, mà nãy anh đã mượn cái nón em đạp ngoài kia mà nó dứt khoát không đưa. Một ông già gần 60 tuổi đạp ngoài đường, cái đầu nắng chang chang, không có một cái miếng tóc gì che hết. Tóc em đang xấu. Rồi, thôi dù sao đi nữa nè. Dạ. Đó, mới vô chương trình là nhận tiền rồi. Là nó không có hên đâu đó nha. Là lát nữa em trả chồng này đó. Anh đâu có nhận. Cái đầu, cái bao đầu. Ủa, anh nhận mà. Anh nhận mà anh đưa cho hai đứa cũng như không rồi. Anh cũng nhận. Thôi, nhưng mà cuối cùng ai nhận là người đó rồi. Ok, rồi, gửi lại. À, hôm nay là best seller. Đó. Trời ơi, bò đốt rượu. Bò đốt rượu. Cá hồi áp chảo tỏi mật ong. Ừ.
tôm sú áp chảo sốt cajun. Rồi. Mì Ý, gà nấm đông cô với lại bò út lúc lắc. Ổn rồi. Menu này chấn động quá anh ơi. Menu chấn động, tưởng không ổn là không ngon chứ. Rồi. Rất ổn luôn á anh. Đó, hôm nay thực đơn có 5 món, mời các bạn hướng về màn hình để xem 5 món đó hấp dẫn đến mức nào và định lượng ra sao. Cũng chơi gì nữa, phải đổi lửa lên. Trời ơi, cái kìa. Sao thế kìa? Anh rồi mát mát. Không có sa tế đâu, vậy gì có sa tế, anh nghĩ không phải sa tế đâu. Đẹp quá. Chắc không phải sa tế đâu. Mày chắc rượu á, ở đây thấy rượu rượu đó. Không, cái nước ướp nó là bí quyết rồi, chắc là họ. Ok, đó. Ồ. Cái bóc lửa. Có đúng ở đây không? Wow. Có đúng. Trời ơi, 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 trời ơi. Cái này, cái dòng này chỉ là cái dòng để mình nhận được một cái quyền, được biết một và giá chính xác một món thôi. Chứ cái dòng kế tiếp mới quyết định nha. Dạ. Đó, dòng kế tiếp là mình lên từng món, mình ăn từng món, xong mình mới đánh giá, rồi mình mới quyết định giá luôn. Rồi. Rồi, nhớ ghi tên nha. Rồi, lại bút đen. Column là column men nha. Dạ. Cái mượn bút em ghi chữ này nó mới dính. Đây, Ngọc Phước. Dạ, em cảm ơn. Em cứ để xuống mà tự nhiên. Rồi, ok. Ồ, ồ, cái bánh mì này cũng lạ quá ha. 5 loại sốt hả? Dạ. Mình có đọc tên. Sốt này là sốt gì? Dạ, cái này là mù tạc vàng. Mù tạc vàng. Cái này là cái nấm. Kem nấm. Dạ, cái này là cà ri. Cà ri. Sốt sa tế. Sa tế. Và cái này tiêu đen ạ. Tiêu đen. Dạ. Mù tạc vàng. Mù tạc vàng. Kem nấm. Sa tế. Ủa cà ri, sa tế, tiêu đen. Tiêu đen. Trời ơi. Thông minh quá, thiệt luôn á. Em thuộc bài mấy. Mù tạc vàng, kem nấm, cà ri, sa tế, tiêu đen. Thấy không? U60 với lại U20 nó khác, dễ sợ luôn. Anh này. Đây. Wow. Wow. Trời ơi. Nó rần rần giống như anh vậy đó. Nó cháy lẹ dữ vậy. Ồ, đó. Ngon quá à. Chết. Trời nó thơm. Ồ. Đúng rồi, vô 1 kg bò Úc là nhiêu? Ờ đúng rồi. Dạ em cảm ơn chị. Vừa ăn vừa đoán. Chứ không lát quên, ăn ngon quá no lát quên. Anh có chưa? Anh có tự giải chưa? Chưa. Kèm kia kìa, thơm hết rồi. Anh địa bài em nữa, em chưa ghi, anh vẫn địa bài em. Mấy này không? Trời ơi, nó cháy xèo xèo đã quá. Cái góc này được. Hay vậy? Em không ăn góc á, để tí em bẻ cho. Nè, cho anh góc nữa nè. Được rồi, nó khổ, thương dữ rồi. Bây giờ mình cắt ra hay sao anh, hay là mình đợi quay rồi? Cắt chứ. Không, quay rồi. Dạ. Cái này là các bạn đã ấy hết rồi phải không? Rồi. Dạ. Ủa, ngon quá à. Chít luôn á. Trời ơi, nó mềm quá. Nhưng mà có kìa. Còn ăn xích tế đâu. Này là medium rare ha. Medium rare. Medium rare. Nhưng mà em nghĩ 250 cái này. Không, cái này anh nghĩ phải 250 là ít nhất. Dạ, anh thấy nó không thể nào 200. Nó khá nặng, khá nhiều. Rồi. Đó, tôi cắt cái miếng tôi của tôi hơi bự chút nha. Rồi, à, ok. Dạ rồi. Nóng luôn trời. Dạ em mời anh. Em mời em trước đi. Đó. Dạ em cảm ơn anh. Mời Lê Nhân. À, dạ cảm ơn anh. Rồi, Lê Nhân đưa. Dạ. Trời ơi. Dính rồi, dính rồi. Ôi, dính rồi. Nãy nó ôm tôi giờ dính nè. Trời ơi. Trời ơi. Em cảm ơn anh. Yeah. Ngon quá. Rồi. Dạ mời anh. Rồi có bắp nữa kìa mấy đứa. Ấy.
Ai Di Đà Phật. Ủa cái gì? Cái gì vậy? Em vừa nói cái gì vậy? Em là Phật tử đó. Quen miệng hả? Quen miệng. Thiện lời lắm. Rồi đây. Trời ơi, ngon quá à. Bò nó còn tươi mỡ luôn á mọi người. Đúng, chính xác. Quá trời ngon rồi. Đói thiệt sự luôn chứ không phải là giả bộ diễn đâu nha. Dạ. Tại sáng không ăn sáng. Bây giờ chấm sốt. Dạ. Ai muốn thích sốt gì chấm sốt đó. Thử ăn thử cái nguyên chất của nó thử coi. Không. Đúng rồi, nên ăn nguyên chất thử miếng. Đúng rồi, nó thật tế. Cái dầu thì mình coi là dầu tế, mà dầu tế tỏi. Sốt tiêu đen ngon quá mày. Sốt luôn cái hột tiêu đen mùi nó nồng nồng, nó cay cay á. Đó, sốt tiêu đen ngon. Ngon quá. À. Đây rồi. Rồi. Ngon lắm. Rồi, ngủ mình. Vậy mà ăn sốt kem nấm nè. Cái sốt sao tới anh vừa ăn nó hợp với hải sản quá hả? Đây hả? Không, bò mình đang ăn sốt tiêu đen rồi. Tiêu đen là hợp lý, mà cái kem nấm này cũng hợp lý luôn á anh. Vâng. Dạ. Ngon mà nhìn tương ớt. Ngon quá, tuyệt quá, rất hợp luôn á. So good. Ngon quá. Khác tiếp đi cưng. Dạ. Hát tiếp hả anh? Cắt tiếp. À, em tiếp đi. Hát tiếp đằng đi. Nào mình cũng trả tiền mà. Ủa, nữa. Nữa. Mình là chúng ta cùng trả hay là Lê Nhân trả thôi anh? Không, ai, người nào mà đoán sai là trả hết đó. Mà cái điểm là nãy là ai mà nhận phong bì đó? Anh á. Anh á. Anh nhận đầu tiên. Mà anh đâu có, anh đâu lấy đâu, anh chia lại cho em mà. Em mừng rồi Nhân ơi. Nhưng mà cái nhờ cái một chút xíu nãy đó mình thấy á, dạ. Lửa cháy đó. Dạ. Đốt rượu đó mà nó cho mình một cái, thứ nhất là cái vị á. Dạ. Mình thấy nó đậm đà, nó thơm hơn, nó khác. Nó hơi nồng nồng đúng không? Đúng rồi, hơi nồng nồng là vì có cái vị của rượu mà đốt á. Dạ. Nhưng mà ngon. Thơm quá, lần đầu tiên ăn cái món này luôn á. Rất là thơm. Chưa nhà em ăn dầu hào với lại mít tương. Sao vậy? Ý là em làm cơ bản thôi chứ em đâu biết làm đặc sắc giống gì đâu. Thôi à, ăn steak với lại mà mấy nước chấm cơ bản đó thôi. Dạ đúng. Ừ. Mà cái này ngon quá. Ừ. Ngày cũng ngon à. Anh thử đó rồi. Em thử cái bước đầu tiên chưa? Dạ chưa. Chưa. Cái này là mù tạc. Cứ đôi miếng này không? Thôi em ăn đi. Dạ cứ đôi miếng này thử cái mù tạc vàng nè. Đúng rồi, hãy nó thử đi. Cứ ba luôn. Thôi, ăn được rồi. Dạ. Đúng rồi. Sao đây được rồi? Thì vẫn cưa vẫn chưa được rồi, cái dạ vậy? Tại đúng anh rồi. Dứt khoát lắm, tại anh dứt khoát lắm. Em này em dám ép. Chứ tập nào anh một ngày anh ăn 2 tập là phải thông cảm cho anh chứ. Dạ. Đúng không? Cho Lê Nhân nè. Ừ. Đó, chiều nay ăn tiếp nữa nè. Chiều nay anh ăn món gì nữa anh? Anh chưa biết luôn. Nè anh Nhân. Bàn tổ chức là không bao giờ cho biết trước hết trơn á, để bắt đầu để làm áp lực để cho mình, anh phải có tạo áp lực cho anh á. Không, sốt tiêu đen ăn với lại bò đốt rượu vẫn là ngon nhất. Dạ. Thì em nghĩ có hợp với cá không? Cá, tôm có hợp không? Có tới 5 loại sốt lận cho nên là mình tùy chọn, nhưng mà sốt tiêu đen là ăn với bò là đúng nhất. Em thích, nãy giờ em thích sốt kem nấm nhất. Dạ. Em thích tiêu đen, thích luôn kem nấm luôn. Hai lạng rưỡi, hai lạng rưỡi hả? Mà à, bây giờ phải ghi giá rồi. Rồi, bắt đầu cho món thứ hai. Rồi, và bây giờ là món thứ hai. Cá hồi áp chảo tỏi mật ong. Cá hồi áp chảo sốt tỏi mật ong. Ừ, ngại chiên mà thấy cái da vàng vàng. Ồ. Oh. Wow. Cái con cá này mình sẽ dùng miếng chanh dắt lên trên miếng da cá này. Dạ. Sẽ làm cho da nó giòn và ngon. Dạ. Rồi, làm đi cưng. Dạ, em chùi tay cái này. Dạ, em... Em bóc gì mà nhờ? Em lau bàn, nãy giờ em lau bàn. Cho nên là... Lịch sử. Ờ, ok. Đó, dắt miếng chanh lên. Dạ, em xin dắt chanh nha mọi người. Dắt đều như cưng nha. Ồ, rất bài bản. Rồi. Rồi, cắt đi cưng. Cắt hả? Mẹ dẻ hay cắt anh?
dẻ nó nát nát lắm cưng. Ờ cắt đi. Cắt giống như là phi lê vậy đó, giống như lúc lắc vậy đó. Dẻ cắt làm ba luôn nha. Dứt khoát. Rồi cắt làm ba luôn đi. Rồi cái cục nhỏ cho anh nha. Dạ. Ôi cái da nó giòn cứng luôn á anh. Dạ em mời anh. Rồi cảm ơn em. Cái thịt ở trong nó đỏ, họ đỏ ao à. Rồi cái miếng nó ngon nhất luôn á nha Lê Nhân. Ủa, có miếng ngon để chút đi. Thôi nè ăn đi. Thôi, thôi đừng giả tạo nữa. Em ăn đồ, em ăn cái này cũng ghiền lắm. Nhưng mà em mời mọi người. Dạ em mời mọi người. Đây, mời anh. Nó sẽ xin cái lá lá quế nè. Dạ. Dép dép này nữa. Dép này. Đúng rồi, đó đó đó. Nó đó. Tiêu đó, phải có hạt tiêu đấy. Có hạt tiêu xanh nè. Này chắc 300 gram ta. Em thấy con cá này bự quá. Trời ơi, ngon quá. Ở trong nó không có bị khô anh Nhân. Trong nó không có khô, trong nó vẫn ngủ ướt ướt. Ngon quá. Trời cá nó thơm. Béo béo béo. Không, nữa. Cá hồi là nó cực kỳ béo rồi. Dạ. Yeah. Cá hồi dinh dưỡng rất là cao luôn á. Đặc biệt cái da nha. Mọi người nhớ ăn chung với hột tiêu luôn nha. Đúng rồi, xuất sắc luôn á. Nó cay cay nồng nồng, nó bùi bùi á. Mà không hợp với cà ri à. Không hợp với cà ri. Hợp với sa tế. Đúng, chính xác. Đúng không mà. Nó nồng với mùi con cá lên quá trời. Giờ thử tới cái này. Rồi thêm một miếng lá quế vô. Ủa cho bây giờ mấy cái số này ăn với bọt đây hả? Ai biết đâu. Ước ơi ăn gì kỳ vậy? Mở không? Ừ. Anh ơi. Mở không? Dạ có. Ừ. Risotto ta để cái là mình muốn ăn gì ăn chứ. Không hợp với này luôn. Em thấy hợp lắm là cái này nè. Hợp lắm luôn á. Đúng là năm món là hợp với mọi. Cái này nè, hợp với cái này thôi à. Hợp cũng hợp luôn. Cái này nó hợp đã hơn, nó là một cái sốt rồi. Đúng rồi, nhưng mà em thích một em thích nó đậm hơn nữa. Vậy là sa tế là xuất sắc. Không, vậy là em ăn mặn. Đúng không? Em ăn đậm. Chính xác, trong cái sốt này nó có cái vị của me nha, nó hơi chua chua nha. Cái này hả anh? Chanh đó. Chanh à, chanh hả? Nãy mới dắt mạnh tay á. Em nghe mùi nước mắm dậy lên rất là nhiều. Có nước mắm luôn hả? Có nước mắm nè. Em nghĩ chắc có nước mắm á. Dạ, có sốt không biết có không nữa. Em nghĩ chắc có. Có nước mắm nhỉ. Nghe vậy vậy mùi nước mắm nhỉ cá linh mê công nữa. Đó. Dạ. Em lót đường cho anh đẩy vô liền. Đẩy vô liền. Lỡ rồi. Mình tranh thủ. Ăn hành chắc không sao đâu. Rồi Phước, còn lại bao nhiêu em? Trộn lên làm salad luôn Phước. Trong cái nước cái sốt ngon lắm nha. Chả này như là chả rocket đúng không? Người ta dẹp. Đúng không anh? Người ta dẹp, người ta dẹp bánh mì luôn rồi. Chứ cái này lấy mì quét ngon lắm luôn. Thử một miếng chả quét cái này ngon rồi. Phải nó gọi là rau diếp hả? Không, này hẳn này không phải rau diếp đâu. Này như là chả diếp. Diếp hả? Chả diếp. Này rocket ta. Em biết nữa. Em rành đâu. Ừ. Ok đi. Một két á. Một két hơn. Như vậy á. Cái này phải... Ủa chị ngủ. Ai chị kìa. Chị. Ở đầu bếp kìa. Đầu bếp kìa. Rốt két không chị? Két xong xong nhỏ nhỏ. Dạ. Cái lô lô tím. Dạ. Cái tím là lô lô tím. Lô lô tím. À. Nó tạm nhớ em có ăn rốt két một lần. À cái này là rốt két. Dạ. Còn dưới là lô lô. Dạ. Ngon quá. Ừ, theo như chủ quán nói. Chứ mình cũng không có biết gì đâu. Ngon quá. Xong chưa? Xong. Tụi anh đang chờ em để dọn cái món thứ ba kìa. Em xong, em xong, em xong. Rồi, giờ mình nốt, tranh thủ nốt vào. Trời ơi, cá hồi này này. Áp chảo tỏi mật ong. Á, à, hèn chi. Cái vị mật ong nó ngọt 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 ngọt. Dạ lá cũng ngon. Dư gì vậy sao vậy? Trời ơi, đĩa bài cũng được nữa. Ủa, cái đáp án tôi nãy là tôm sú hả? Đúng rồi, tôm sú, tôm sú. Đi đi, mạnh tay vô. Nhát tay vậy trời. Wow. Em ngồi ngồi mình đau lưng á. Khó chịu ghê. Xạo ghê sao. Đi xong rồi đó đi xong chưa? Để cô kiểm tra coi. Ôi, rồi đổi thay chén bát đĩa nè. Đúng rồi.
chuẩn bị ra món thứ ba nghèo. Dấu rác cho người quá trời. Đẹp ngơ mà đây cho anh chứng được. Để em ăn các dạ, bạn ngon lắm. Dạ em đậm lắm. Anh cũng thử rồi đó đậm, tại vì nó là trà xanh. Dạ dạ em cảm ơn chị. Ok đúng không? Duyên. Cho xin cái bình trà của tao. Dạ. Comment xin khép lại cái video hậu trường của Bữa Ngon Nhớ Đời ngày hôm nay cùng với hai bạn Ngọc Phước và Lê Nhân. Đây cũng hứa hẹn là một tập sẽ rất là vui. Hai bạn trẻ rất là vui, rất là hài hước. Quý vị các bạn đón theo dõi tập full trên trên sóng truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV7 vào tối Chủ nhật hàng tuần 19:30 tối Chủ nhật hàng tuần trên HTV7 nha quý vị bà con các bác. Cảm ơn nhà hàng Mr. Bistec số 11-13 Lê Thị Riêng, phường Bến Thành quận Nhất đã hỗ trợ cho Bữa Ngon Nhớ Đời thực hiện chương trình này. Cảm ơn quý vị các bạn. Ngon lắm. Nhưng mà đồ ăn ngon. Em thích đi ăn lắm, nhưng mà đây là một để em coi cái giá cuối cùng nó như thế nào thì em mới chốt được cái ý kiến của em. Nhưng mà mặt bằng chung là mấy cái món này là đa phần là mấy món mới, vị nó lạ, mà em nghĩ chắc chắn mấy bạn trẻ trẻ giống như em, hoặc là kể cả ba mẹ em hay là cô chú anh chị em thì cũng sẽ thích, tại vì dạ, giống như anh vị rất là ok. Trẻ trẻ giống như em mà các cô chú anh chị bà cỡ ba. Giống như anh đi nghe, dạ dạ cái nặng quá. Sồn sồn giống như anh. Sồn sồn. Trời ơi sồn sồn.